Thì Vân rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những bản tin tiếp theo của ban biên tập chúng tôi. Để chúng tôi có thêm những động lực mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và hữu ích nhất. Và ngay sau đây là những nội dung có trong chương trình. Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Thưa quý vị, thiên tai bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi và kéo theo những hậu quả nặng nề. Ngay lúc này, Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ lụt kinh hoàng sau trận mưa lớn. Hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh mới nhất cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của đợt lũ lần này tại Trung Quốc. Mưa xối xả ở Trung Quốc, 25 người tử vong. Phượng Hoàng cổ trấn chìm trong lũ, 25 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và lở đất. Đài CNN trích dẫn báo cáo của các quan chức Trung Quốc vào ngày hôm vừa qua cho hay, mưa tầm tã như tuần này ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 triệu cư dân bị ảnh hưởng. Địa danh nổi tiếng Phượng Hoàng cổ trấn của tỉnh Hồ Nam cũng chìm trong lũ quét, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn nhất của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu USD. Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết trong tuyên bố đưa ra vừa qua, mưa lớn đã khiến mực nước sông và hồ dâng cao đáng kể. Tất cả các cấp trên toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn thiên tai. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn ảnh hưởng gần như toàn bộ tỉnh Hồ Nam và một trong số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ở mức lịch sử. Hãng thông tấn này dẫn lại thông báo của chính quyền địa phương cho biết, 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng mà không cung cấp thông tin chi tiết. Chính quyền các địa phương miền Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây đã tăng cường các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, ban hành cảnh báo đỏ để ứng phó với đợt mưa lũ lần này. Ở nhiều địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiếp cận từng khu dân cư để sơ tán người dân. Nhiều ngôi nhà bị ngập nửa thân người, gia đình bị mắc kẹt trên tầng 2. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mưa lũ năm nay bắt đầu từ tháng này, sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái. Lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Nhưng các nhà khoa học đã cảnh báo, thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía đông của châu Á, bao gồm cả miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn, số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng. Tại các vùng khác của Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thông, không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến những trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 năm ngoái. Quả thực năm ngoái Trung Quốc đã phải trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khi đó thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu, chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không hề để ý đến năm cảnh báo đỏ liên tiếp, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Hơn 88.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm gia súc bị chết và hàng ngàn hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 220 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 triệu USD. Trước mùa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước này, cũng như miền Nam của Tây Tạng. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến khu vực Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Đảng Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam với các khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông có lượng mưa lên tới 150mm. Một số khu vực có khả năng có lượng mưa trên 60mm mỗi giờ kèm theo dông, bão và gió giật mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã hóa, bao gồm 4 cấp với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cho lũ trên 25 con sông vượt mức báo động. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp trong thời gian vừa qua, 25 con sông ở khu vực miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng nước lũ vượt mức báo động. Theo Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ đầu tuần trước, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Liêu, lưu vực sông Châu Giang. Lượng mưa tích lũy ở phía đông Nam Quý Châu và phía bắc Quảng Tây đã lên đến 100mm đến 200mm, có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn nhất đo được tại huyện Dung Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như Liễu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động. Trong đó, thượng nguồn Điệu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, lưu vực sông Châu Giang sẽ vẫn còn có mưa trong tuần tới. Mực nước tại các con sông chính tại đây sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể xảy ra lũ lớn.
nguy cơ xảy ra lũ quét là khá cao. Trước tình hình này, Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán tại đây từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Được biết kể từ đầu mùa lũ đến nay, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam của Trung Quốc đã trải qua 8 trận mưa lớn, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây trở nên rất nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng loạt các địa phương như thủ phủ của tỉnh Nam Ninh, thành phố Bắc Hải, Sùng Tả ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây giáp với Việt Nam, sáng và trưa ngày hôm qua vừa phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức độ nghiêm trọng thứ hai chỉ sau báo động đỏ. Có thể thấy trận lũ lụt đang diễn ra là kết quả của những đợt mưa liên tiếp diễn ra trong nhiều ngày tại khu vực phía Nam của Trung Quốc. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở miền Trung Trung Quốc và miền Nam của Trung Quốc vào mùa hè. Các khu vực thường xuyên có mưa lớn. Có thể thấy là mặc dù được dự báo trước trận mưa lũ này cũng gây ra hậu quả nặng nề cho Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 64 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang đã mở toàn bộ 9 cổng xả. Vào lúc 6 giờ ngày hôm qua, mức nước của hồ chứa đập thủy điện Tân An Giang Chiết Giang đạt 108,37m và tiếp tục dâng cao. Do đó, Sở Tài nguyên nước tỉnh ra quyết định bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày, hồ chứa sẽ mở toàn bộ 9 cống để xả lũ. Như vậy, tổng lưu lượng là 7.800 m³/giây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm kể từ khi xây dựng đập thủy điện Tân An Giang mở toàn bộ 9 cống xả. Lần duy nhất trong quá khứ đập này mở 9 cống xả là quá trình xả thử nghiệm vào năm 1966. Nhưng tại thời điểm đó, mực nước cao nhất của hồ chứa chỉ là 103,08m. Đáng chú ý, khi các cổng xả lũ được mở, từng đàn cá mè hoa cũng theo dòng nước lũ thoát khỏi hồ chứa mà theo mô tả của truyền thông Trung Quốc, thì đây là cảnh tượng cá bay đầy trời. Wow, toàn thấy cá là cá, một người dân thốt lên khi chứng kiến cổng thủy điện xả lũ. Theo phóng viên của báo Tân Kinh Trung Quốc, Trường Trác Cẩn, những đàn cá này vốn đã sống ở hồ Thiên Đảo, nơi xây dựng đập thủy điện An Tân Giang, hoặc từ các bè cá nuôi của người dân quanh hồ Thiên Đảo, do mưa lớn mà thoát ra ngoài. Một số hình ảnh được cho là người dân Chiết Giang thu hoạch cá mè hoa do đập thủy điện Tân An Giang xả lũ. Thưa quý vị khán giả, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay. Hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Ma Simo, huyện Mao để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay. Theo AFP, khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi bị sụp xuống, tạo thành một đống đất đá dài khoảng 2 km, chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền huyện Mao cho biết các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở, hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở. Xinhua cho biết một phần của ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương Tứ Xuyên đã bị đổ sụp lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng 1 trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Quý vị thân mến, một trận lở đất khác ở Trung Quốc đã làm 22 tòa nhà ở khu công nghiệp bị sụp đổ. 22 tòa nhà sụp đổ trong một vụ lở đất tại khu công nghiệp phía Nam của Thâm Quyến Trung Quốc. Khoảng 900 người đã được sơ tán, 4 đứa trẻ đã được cứu lên từ đống đổ nát mà không bị thương tích. Hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Đội cứu hỏa Thâm Quyến cho biết họ đang tích cực tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Có ít nhất 27 người vẫn còn đang mất tích. Hai ký túc xá cho công nhân đều bị ảnh hưởng trong vụ động đất. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm những người còn sống sót trong tòa nhà bị sập ở Thâm Quyến. Một tòa nhà được nhìn thấy nghiêng mạnh về một phía. Một số tòa nhà đã sụp đổ toàn bộ. Cục An ninh Công cộng Thâm Quyến đã gửi thông báo trực tuyến cho biết, sau khi lở đất, 21 người đàn ông và 6 người phụ nữ đã bị mất tích. Diện tích hơn 20.000 m² được phủ đất. Văn phòng chữa cháy của Cục Công an cho biết hơn 1.500 nhân viên cứu hỏa đã được gửi đến nơi xảy ra lở đất. Đây là vụ lở đất lớn thứ hai xảy ra ở nơi này trong vài tháng gần đây. Chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết sạt lở đất cũng gây ra một vụ nổ trạm xăng gần đó. Trước đó, một vụ lở đất ở tỉnh Chiết Giang cũng đã giết chết ít nhất 25 người trong tháng 10 năm 2022. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý tới cuối video. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.